Sau khi vượt qua vòng 16 đội đầy cảm xúc, Tiền Anh và Thụy Sĩ đã nhập cuộc đầy quyết tâm trong trận tứ kết. Tam Sư là bên kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, sự vô duyên của các ngôi sao Anh khiến hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Hiệp 2 chứng kiến sự bùng nổ của cả hai đội. Phút 57, Sechiri ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sĩ, đẩy Tiền Anh vào thế phải bám đuổi. Nhưng với bản lĩnh của mình, Tam Sư đã gỡ hòa ở phút 80 do công của Bukayo Saka. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, đưa hai đội vào hiệp phụ. Hiệp phụ diễn ra căng thẳng nhưng không bên nào có được bàn thắng quyết định. Loạt đá luân lưu cân não đã được sử dụng để phân định thắng thua. Ở thời khắc sinh tử, Tiền Anh đã thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công tất cả lượt đá, giành vé vào bán kết. Ở trận đấu còn lại, Hà Lan đã giành chiến thắng thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Samet Aydan mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 35, nhưng Hà Lan đã ghi liền hai bàn thắng trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng. Với kết quả này, Anh sẽ đối đầu với Đan Mạch ở bán kết, trong khi Hà Lan sẽ gặp Cộng hòa Séc. Bóng đá châu Âu, những tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra. Dù đã dừng bước tại Euro, nhưng những tranh cãi xung quanh tình huống trọng tài Anthony Taylor không thổi phạt đền khi Marco Roy để bóng chạm tay trong vòng cấm ở trận gặp Đức vẫn còn rất sôi nổi. Hiểu được tâm tư của người hâm mộ, UEFA đã đưa ra tuyên bố nhận xét về quyết định của trọng tài. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá châu Âu cho rằng khi chạm bóng tay, Roy không ở tư thế mất tự nhiên nên nhận định của Anthony Taylor là hoàn toàn chính xác. Quả thật là một thông báo kỳ lạ, nhưng khả năng cao những tranh cãi vẫn sẽ tiếp tục nổ ra do tính chất nhạy cảm của tình huống. Dù đội tuyển Tây Ban Nha đã dừng bước tại Euro, nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá tích cực màn trình diễn của trung vệ Pepe. Tuy nhiên, ở tuổi 41, lão tướng người Bồ Đào Nha vẫn đang bỏ ngỏ mọi khả năng về tương lai. Mọi chuyện còn khó đoán hơn vì hiện tại Pepe đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Porto cuối mùa giải trước. Vì vậy, tinh thần của bóng đá châu Âu sẽ cần vài ngày cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn hợp lý nhất cho sự nghiệp. Sau khi trận đấu với Đức khép lại, đã xuất hiện các thông tin cho rằng các cầu thủ Alvaro Morata, Dani Carvajal và Robin Lehmann của Tây Ban Nha sẽ bị treo giò trong trận bán kết. Thế nhưng, UEFA chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về vấn đề này. Juventus đang tìm cách chia tay Federico Chiesa sau khi cầu thủ này thể hiện mong muốn chuyển đến thi đấu ở một giải đấu khác, cụ thể là Premier League. Ngôi sao người Ý đang được một số ông lớn ở ngoại hạng Anh theo sát sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước. Juventus cũng đang gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với Chiesa và sẵn sàng để anh ra đi. Trong khi đó, Bayern Munich đã chính thức ký hợp đồng với Michael Olai, cầu thủ chạy cánh tài năng của Crystal Palace. Hợp đồng giữa Olai và Bayern Munich có thời hạn đến tháng 6 năm 2029. Olai đã được đánh giá cao bởi những màn trình diễn ấn tượng ở ngoại hạng Anh và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo hồng sáng. Erik ten Hag, huấn luyện viên của Manchester United, cũng đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Ông đã liên lạc với một số cầu thủ tiềm năng thông qua điện thoại, trong đó có những mục tiêu chuyển nhượng của Quỷ Đỏ. Trận tứ kết Euro 2020 giữa Anh và Thụy Sĩ đã diễn ra kịch tính và đầy bất ngờ. Hai đội đã hòa nhau không sau 90 phút thi đấu căng thẳng và phải bước vào hiệp phụ. Sechiri mở tỷ số cho Thụy Sĩ ở phút 57, nhưng Saka gỡ hòa cho Anh ở phút 80. Loạt đá luân lưu cân não đã được sử dụng để phân định thắng thua và Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Ở trận đấu còn lại, Hà Lan đã giành chiến thắng thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Anh sẽ đối đầu với Đan Mạch ở bán kết, trong khi Hà Lan sẽ gặp Cộng hòa Séc. Trong khi đó, những tranh cãi xung quanh tình huống trọng tài Anthony Taylor không thổi phạt đền khi Marco Roy để bóng chạm tay trong vòng cấm ở trận gặp Đức vẫn chưa lắng xuống. UEFA đã đưa ra tuyên bố khẳng định quyết định của trọng tài là chính xác. Tương lai của lão tướng Pepe, trung vệ của Tây Ban Nha, vẫn đang bỏ ngỏ sau khi Anh chia tay Porto cuối mùa giải trước. Pepe hiện đang là cầu thủ tự do và cần thời gian để cân nhắc lựa chọn hợp lý nhất cho sự nghiệp của mình.